Thưa quý vị và các bạn, và ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở nhà bạn tôi trong thành phố Huế các bạn nhé. Đấy là một người bạn của tôi, là cũng đã làm việc tại Hà Nội rất là nhiều năm rồi. Bây giờ thì bạn tôi lại chuyển về quê, nên là bạn tôi bán chiếc xe này. Đấy, chiếc xe Mitsubishi Xpander 2022, sản xuất năm 22, đăng ký năm 23. Đấy, bạn tôi đây đang dọn đồ các bạn nhé. Đây thì chiếc xe này tôi quay cho quý vị bạn xem, là đồng hồ còn nguyên này, chưa tua này, 2,5 vạn thôi các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ nguyên bản này. Đấy, chiếc xe này là của bạn tôi mua từ tháng 6 năm 2023, tức là mới đăng ký được mấy tháng thôi. Đấy thì bạn tôi làm ở Hà Nội, thì bắt đầu năm nay thì bạn tôi lại không làm Hà Nội nữa, chuyển công tác về quê. Đấy, cho nên là về quê thì bạn tôi không cần xe nữa. Bạn tôi mua xe ở Hà Nội là bạn tôi cứ cuối tháng là hai vợ chồng lại đi về quê thăm ông bà ở quê. Cho nên là bây giờ thì chuyển cả hai vợ chồng đều công tác chuyển về quê rồi, cho nên là không có nhu cầu sử dụng xe nữa. Cho nên bạn tôi bán chiếc xe này, thì tôi có đi xe vào tận trong Huế để mua chiếc xe này của bạn tôi nhá. Thì chiếc xe này là bạn tôi đã bán cho tôi rồi. Đấy, và đang dọn đồ đấy ạ, để tôi chuẩn bị chuyển chiếc xe này về Hà Nội các bạn ạ. Đấy, để tôi quay cái video này với mục đích để cho quý vị các bạn thấy được là chiếc xe này là nó còn nguyên bản từ cái đồng hồ nhá. Chiếc xe này là phiên bản Mitsubishi Cross 2022, sản xuất năm 22, đăng ký tháng 6 năm 2023, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu các bạn nhá, lăn bánh đúng 2,5 vạn km ạ. Đấy, tất cả là còn mới ạ. Chiếc xe này là sơn zin nguyên bản nhá, chưa có một giọt sơn ta. Xe nhập khẩu nguyên chiếc và chưa có một giọt sơn ta, và chưa có đánh bóng cả xe đâu các bạn ạ. Chiếc xe này thì bây giờ tôi sẽ chuyển về Hà Nội, tôi sẽ đi chiếc xe này trực tiếp từ Huế để về Hà Nội, và về Hà Nội thì tôi sẽ làm video quay cho quý vị các bạn xem lại cái video này cụ thể luôn các bạn nhé. Và dự tôi về quê xây được một chiếc xe đẹp rồi bạn ạ. Đấy, bạn tôi về quê xây nhà rất đẹp rồi, và xe thì không có nhu cầu sử dụng nữa nên bán các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 các bạn nhé. Chiếc xe này tôi sẽ về đến Hà Nội, tôi sẽ rửa đi và tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem sau bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe này có thể liên hệ với hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, hoặc là chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem chiếc xe này trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này các bạn nhé. Và có thể nói quý vị các bạn yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này, vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Mới lăn bánh có 2,5 vạn và chưa có một vết xước, chưa có một vết sơn lại nào đâu các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.